Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh trang sức AQ của mình. Thì hôm nay là mình có về một cái lô hổ phách, thì tiện đây mình sẽ lấy một mẫu ra để mình quay video, mình chia sẻ và giới thiệu mọi người. Đấy, cái hổ phách này là hổ phách Myanmar nhé, hàng này hàng to. Cái viên này của mình lấy là viên nó nhỏ này, bạn nhìn đặt lên lòng bàn tay thì nó chỉ nhỏ cái này thôi này. Đấy. Còn viên to của mình thì nó có thể to bằng cả cái lòng bàn tay này. Đấy. Thì mình chia sẻ tới các bạn là hổ phách của bên mình là hổ phách Myanmar, hàng tự nhiên 100%. Thì mình sẽ dùng cái đèn soi đá quý này để mình kiểm tra cái hổ phách của bên mình. Và mình sẽ hướng dẫn luôn là cách nhận biết hổ phách tự nhiên là màu là hổ phách huyết hay là hổ phách vàng. Đấy, và là hổ phách khi kiểm tra bằng mắt thường, chúng ta chỉ cần dùng cái đèn soi đá quý này mà chúng ta cũng có thể nhận biết được nhé. Đây thì mình bắt đầu là vào mình kiểm tra cho các bạn xem này. Thì mình sẽ có hai cách để nhận biết một cách đơn giản nhất khi chúng ta đi thị trường, chúng ta muốn kiểm tra hoặc chúng ta muốn mua. Đấy, cái hổ phách này thì nó dùng để làm thuốc, làm trưng bày, làm phong thủy, đấy, làm sưu tầm, rất nhiều tác dụng. Đây thì đầu tiên thì mình sẽ dùng cái đèn để mình kiểm tra này. Các bạn muốn kiểm tra xem nó là hổ phách huyết hay là hổ phách vàng thì các bạn chỉ cần dùng cái bút soi, cái đèn soi này, chúng ta kiểm tra này. Đấy, chúng ta sẽ biết được nó là hổ phách huyết hay là hổ phách vàng. Như đây bên này là hổ phách vàng, hổ phách huyết này. Đấy, các bạn nhìn này, mình soi thì nó sẽ lên hổ phách huyết này, các bạn nhìn đấy, nó rất chi là trong và đẹp. Như viên này thì các bạn soi, các bạn cũng nhìn thấy này, cái thớ chất thịt của nó này. Đấy, cái thớ chất thịt của nó thì nó khá chi là đẹp. Viên này nếu mà chất đẹp như này, các bạn có thể dùng làm chạm khắc, làm trang sức phong thủy, khá đẹp đấy nhá. Đấy, mình dùng cái ánh sáng trắng này, mình đã soi và kiểm tra nhận biết nó là hổ phách huyết. Và tiếp theo thì mình để nhận biết nó là hổ phách trong một đống, ví dụ như là trong một cái lô hàng của chúng ta có rất chi là nhiều viên hổ phách, chúng ta muốn nhận biết nó luôn trực tiếp thì mình có thể là dùng tiếp tục, mình dùng cái đèn ánh sáng tím. Đây, các bạn dùng đèn ánh sáng tím khi các bạn soi, các bạn đặc trưng hổ phách thì nó khi gặp đèn ánh sáng tím này, nó sẽ lên cái màu chất xanh này. Các bạn nhìn này, cái màu chất xanh của nó đặc trưng như video mình đang quay này. Đấy, đấy là chúng ta nhận biết được cái hổ phách huyết, hổ phách tự nhiên nhé. Đấy, nhận biết được cái hàng hổ phách. Đấy, các bạn soi các bạn sẽ nhận biết được đây là hổ phách thật này. Và chúng ta nhận biết được trong lô đấy có bao nhiêu viên hổ phách. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cái đèn ánh sáng trắng để chúng ta nhận biết là xem có bao nhiêu, lại tách ra bao nhiêu viên hổ phách huyết. Đấy, trên đây thì mình vừa mới hướng dẫn qua cách dùng đèn soi đá quý để nhận biết hổ phách. Bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về đèn soi đá quý hay là muốn tìm hiểu về đá hổ phách, các bạn có thể liên hệ bên mình nhé.